Alo, chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình là giả cái áo này nha. Đây, đó, giả cái áo phát này đây. Áo phát này vừa tay dài mà vừa có nón luôn nha cả nhà. Khi giả thì các bạn sẽ dùng thước, các bạn gạch ngang qua nha. Gạch ngang qua xong rồi thì các bạn sẽ dùng thước dây từ cái mí gạch ngang này lên trên đây là dài áo là 61. 61 xong rồi thì các bạn sẽ dùng thước gạch ngang qua. Khi ngang qua xong rồi thì tiếp là lấy dây. Dây là 23 rưỡi. Rồi từ cái mí dây 23 rưỡi rồi mới hạ xuống là 3 3 xăng. 3 xăng xong rồi thì các bạn lấy tiếp là hạ nách là 20. 20 xong rồi thì các bạn hãy dùng thước gạch ngang qua. Gạch ngang qua xong rồi thì các bạn sẽ lấy từ cái mí sống của cái gạch này lấy qua đây là 9 xăng. Đó, 9 xăng xong rồi thì các bạn sẽ lấy từ cái điểm sống của cái chiều dài này lấy xuống dưới đây là hạ cổ là 2 rưỡi. 2 rưỡi thì từ đầu lấy cái đập này các bạn sẽ trải vòng cong của cái cổ, cỡ xong rồi các bạn sẽ dùng thước gạch ngang xuống từ cái mí 9 sang này dài xuống đây cái nách nha. Cái nách xong rồi từ cái mí sống này, từ cái mí của cái 20 hạ nách này sẽ lấy qua đây là 25 sang của cái gực là gạch phẳng ngang. Ngang thì từ cái 25 này lấy vô đây là 4 xăng. 4 xăng thì các bạn sẽ dùng thước gạch thẳng qua tới 23 của cái dây, gạch thẳng lên. Gạch thẳng lên xong rồi thì Nhi sẽ dùng cái gập này thì Nhi sẽ đánh cái vòng cong nha. Đánh cái vòng cong nách. Rồi, tới cái lai. Cái lai thì các bạn sẽ lấy xuống đây là hai cái đây, cái lai từ cái mí sống đi qua bên đây là 24 xăng. 24 xăng xong rồi thì từ trên nách gạch thẳng xuống sườn nha. Mình sẽ quay sát lại cho các bạn nhìn dễ thấy số nha. Khi các bạn có muốn cắt á, thì các bạn sẽ dễ nhìn để thấy nhẫn cho các bạn vẽ tiếp cái thân trước nha. Lấy cái thân sau kéo qua để bằng bằng lai bằng sườn. Rồi mình sẽ sang dấu qua nha, dùng viết đó. Mình sẽ sang dấu qua thân trước và thân sau bằng nhau nha. Rồi mình vẽ. Mình vẽ theo cái dòng nách cũng bằng nhau luôn. Rồi qua dây cũng bằng nhau luôn. Đó. Rồi ngay trên cái điểm, ngay trên cái điểm cổ cũng bằng nhau luôn nha cả nhà. Ngay điểm cổ cũng bằng nhau luôn. Đó. Nè. Bây giờ Nhi sẽ lấy cái thân áo ra. Các bạn nhá, xem không? Đó. Bây giờ Nhi sẽ dùng thước. Nhi sẽ vẽ tiếp cái sườn. Đó. Và gạch ngang cái dây. Đó, bây giờ cái này là cái với các bạn lấy dấu đoạn vẽ cổ nha. Đó thì hồi nãy là cái dây với cái dây với cái dấu cổ nè, sang dấu bằng nhau. Khi bằng nhau xong rồi thì các bạn sẽ lấy thước dây, bạn sẽ đo từ trên cái mí của cái dây này lấy xuống đây là cái hạ cổ là 9 xăng nha. 9 xăng thì từ đây trên đây qua đây là 9 xăng. Thì qua đây xuống dưới đây các bạn lấy 8 phân. Đó. Nha, 8 phân thì các bạn lấy dùng thước gạch ngang qua. Đó, các bạn dùng thước gạch thẳng xéo xuống. Rồi thẳng kéo xuống thì các bạn không có cái gạch này á, thì không có cái thước cái gạch cong cái gì thì các bạn tự đánh cong cũng được nha. Còn nếu như Nhi thì Nhi có cái này, cái gạch này thì Nhi sẽ đánh cong theo cái cổ áo. Đó. Nha, Nhi để cong vậy. Nhi sẽ vẽ theo vậy. Lấy đi lên đây là các bạn lấy lên đây là 55 nha. 55 xong rồi từ bên đây cũng vậy, từ cái mí lai này lấy lên đây là 55. Từ cái 55 này lấy xuống đây là 9 xăng. Rồi từ cái sống này qua 9 xăng này là cái cửa cái nách tay. Cái nách tay áo là 19. Rồi cái cửa tay là 11. Rồi, các bạn sẽ dùng thước và từ cái chỗ 11 của cái cửa tay và cái nách tay và thẳng lên nha. Rồi các bạn sẽ trừ hao một phân đường may ở trên đây, cũng một phân đường may các bạn gạch thẳng lên đó. Nào thì trên đây gạch thẳng lên xong rồi bắt đầu sẽ chỉ cho các bạn vẽ cái dòng nách. Rồi tới vẽ cái dòng nách nha, dòng nách tay thì từ cái mí này lên trên đây các bạn sẽ dòng vẽ cong nha. Đây Nhi sẽ vẽ cho các bạn xem nha. Đó, từ đây vẽ đây đó, cong lên đó, vậy là xong cái dòng nách. Các bạn thấy không? Cái này lấy xuống đây một phân thì các bạn sẽ nhập
cái cổ lại một phần nha. Đó thì các bạn nhập cổ một phần lại rồi các bạn sẽ lấy thước dây, các bạn sẽ đo đo từ cái vòng cổ này qua tới vòng cổ trước là bao nhiêu nha. Đó thì để thước dây về các bạn sẽ đo vòng từ đây qua đây nha. Đó vòng cổ này là hai thẳng, từ bên đây là thẳng qua đó, thẳng qua xong rồi thì các bạn sẽ dùng thước dây đo từ cái mí sống này qua đây 6 xăng, trên đây cũng 6 xăng luôn. Sau đó các bạn sẽ dùng thước gạch thẳng xuống từ trên mà gạch thẳng xuống luôn nha. Đó rồi thì kế tiếp thì các bạn sẽ đo từ cái mí chân của cái thành phẩm cái chi dưới đây, thì các bạn sẽ lấy lên cái sóng nón là 34 nha, 34 lấy lên trên đây là cái mỏ nón là 34, tại bên đây cũng lấy là 34 luôn. Rồi các bạn sẽ dùng thước gạch ngang qua nha. Đó gạch ngang qua rồi thì chỗ gạch thẳng xuống đây từ trên chỗ chiều dài này sẽ lấy xuống đây là 11 xăng nha. Từ cái 11 xăng thì các bạn sẽ lấy từ cái sóng của 6 xăng này nha, chứ không lấy ngoài này nha. Thì các bạn sẽ lấy qua bên đây là cái nón của nó là 23. Đó 23 đó, thấy không các bạn? Đó rồi bắt đầu là cái vòng của chân nón này là 45, thì các bạn sẽ bắt từ cái đây nha, từ cái mí sống này các bạn sẽ lấy ra đây 2 phân. Đó lấy ra đây 2 phân nha, đi ra nha, lấy ra nha, lấy ra hai từ cái sóng này lấy ra 2 phân, thì các bạn sẽ đo cong lên đây, đo cong vòng ở đây là cái vòng của cái chân nón là 45 nha. Đó 45 đây tới đây đó, thì cái đầu cái chân cái nãy mình đo cái vòng cổ là 24 rồi, thì các bạn sẽ để đây 24, từ cái mí này đi qua đây là 24 nha. Đó sẽ chỉ các bạn sẽ vẽ vòng cong nha, vòng cong đây là cái chân nón nè, đó các bạn sẽ vẽ cái vòng cong vòng đây đó. Rồi xong rồi kế tiếp thì các bạn sẽ vẽ vòng cong của cái mỏ nón nha, bầu qua đó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ đặt thẳng xuống, đây là như vẽ cái túi nè, cái túi áo trước á. Đây từ cái dưới cái lai này đi lên đây là dài túi là 20 xăng nha cả nhà. Còn ở đây là từ cái sống của cái gạch này đi qua đây đó là 18 xăng, giấy nhập đôi nha cả nhà. Còn từ cái mí sống bên đây đi qua đây là 19 xăng, rồi đầu từ đây đi xuống dưới đây là hạ miệng túi là 13 xăng đó. Rồi từ cái cạnh này đi qua đây là cái miệng túi là 14 xăng nha. Đó bây giờ Nhi sẽ cắt cái túi này ra nha cả nhà, Nhi chuẩn bị cắt nha. Kế tiếp đây là bo lai tay và lai áo nha cả nhà. Bo lai tay là bề ngang đó, bề ngang của cái cửa tay á là 8,5 xăng, còn cái to bản của cái lai tay á là 9 xăng nha cả nhà, 9 xăng nhập đôi là còn 4,5 xăng đó. Còn ở đây là lai áo, lai áo là to bản thì 10 xăng nhập đôi lại là 5 xăng nha. Rồi ngang của cái bo á là 35 xăng nha. Cái này là bo, là cái này hiện giờ như cái chiếc nhập còn đôi bỏ trên thân áo á cả nhà ơi, thân sau, thân trước, tay, nón và túi với bo lai tay và bo lai áo á cả nhà. Đó còn bỏ chi tiết đó.